Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh học miễn phí, luôn hướng tới các giá trị của phương pháp học hiện đại nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy tiếp tục dạy bài số 1 hệ tọa độ trong không gian. Nội dung của bài học hôm nay là chúng ta học tọa độ của một điểm trong không gian và tọa độ của một số điểm đặc biệt. Bây giờ chúng ta học bài mới. Tọa độ của một điểm. Bây giờ thầy sẽ định nghĩa tọa độ của một điểm ở trong không gian như thế nào. Chúng ta định nghĩa. Điểm M có tọa độ là x, y, z. Trong đó x là hoành độ, y gọi là tung độ, và z gọi là cao độ. Khi và chỉ khi vectơ OM bằng x nhân vectơ y cộng y nhân vectơ r cộng với z nhân vectơ k. Như vậy thì tọa độ của một điểm M được định nghĩa thông qua tọa độ của vectơ bán kính OM như hình vẽ. Mà vectơ bán kính OM như hôm trước thầy đã biểu diễn cho các em thông qua ba vectơ, đó là vectơ đơn vị y, vectơ đơn vị r và vectơ đơn vị k. Vậy thì tọa độ của vectơ OM cũng chính là tọa độ của điểm M. Tức là tọa độ của điểm M là điểm ngọn của vectơ bán kính OM. Bây giờ thầy mô tả để các em quan sát. Điểm M ở trong trường hợp như hình vẽ thì có hoành độ là điểm A là 1,4, có tung độ là điểm B là 1,8 và có cao độ là điểm C là 2,9. Tức là từ điểm M chúng ta dựng đường vuông góc với trục cũ x và nó cắt trục cũ x tại điểm A. Và từ M chúng ta dựng một đường vuông góc với trục cũ OY cắt trục cũ y tại điểm B. Và từ điểm M chúng ta dựng một đường thẳng vuông góc với OZ cắt trục cũ z tại điểm C. Thì khi đó điểm M sẽ có tọa độ là 1,4, 1,8, 2,9. Bây giờ thầy mô tả như sau. Vectơ OM khi đó viết được là 1,4 nhân vectơ y cộng 1,8 nhân vectơ r cộng với 2,9 nhân vectơ k. Thì theo định nghĩa, điểm M sẽ có tọa độ là 1,4, 1,8 và 2,9 như thầy vừa tô màu cho các em thứ tự từ trái sang phải. Thầy thay đổi điểm M trong trường hợp như sau. Các em thấy tọa độ thay đổi ở hoành độ, ở tung độ và cao độ giữ nguyên. Bây giờ thầy thay đổi điểm M như sau. Thầy chỉ thay đổi tọa độ của tung độ, còn hoành độ và cao độ giữ nguyên. Tiếp tục, thầy thay đổi điểm M. Chỉ có cao độ thay đổi, còn hoành độ và tung độ giữ nguyên. Như vậy thầy nhắc lại, nếu vectơ OM bằng x nhân vectơ y cộng với y nhân vectơ r cộng với z nhân vectơ k thì tương đương với điểm M có tọa độ x, y, z. Như vậy các em hiểu tọa độ của một điểm ở trong không gian thực chất là tọa độ của vectơ bán kính có điểm ngọn là điểm M. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ tìm tọa độ của một số điểm đặc biệt khi chiếu vuông góc với các mặt phẳng tọa độ và vuông góc với các trục như sau. Hình chiếu của M trên mặt phẳng OY
như các em nhìn trên hình vẽ chính là điểm D. Điểm D khi đó sẽ có tọa độ khoanh độ là 1,1, tung độ là 1,9 và cao độ bằng 0. Như vậy các em thấy này, trong ký hiệu mặt phẳng OHY thì hình chiếu của điểm M trên mặt phẳng OHY là thiếu biên Z. Thì khi đó X và Y của điểm M các em viết lại là tọa độ của điểm M đã cho, còn cao độ cạnh viết lại số 0. Thì như vậy đó là tọa độ hình chiếu của điểm M trên mặt phẳng OHY. Bây giờ chúng ta chiếu tiếp hình chiếu của điểm M trên mặt phẳng OIZ là điểm Q đây các em này. Thì điểm Q này sẽ có khoanh độ bằng 0, tung độ bằng 1,9 và cao độ bằng 3,1. Như vậy trong mặt phẳng OIZ thì thiếu biến X cho nên khoanh độ bằng 0. Còn các em viết lại tung độ và cao độ của điểm M. Tiếp tục, hình chiếu của điểm M trên mặt phẳng OXZ chính là điểm P đây các em này. Trong mặt phẳng OXZ không có biến Y, do đó Y các em viết lại tọa độ của nó là 0. Còn các em viết lại tọa độ của điểm M là khoanh độ và cao độ. Bây giờ chúng ta sẽ xét hình chiếu của điểm M trên trục khoanh, trục tung và trục cao. Trước hết là hình chiếu của M trên trục x'OX là điểm A đấy các em. Như vậy trên trục x'OX thì chỉ có biến x thôi, cho nên chỉ có khoanh độ, tung độ và cao độ chúng ta ghi lại là 0,0. Như vậy là khoanh độ ta ghi lại là 1,1 và tung độ và cao độ là 0. Hình chiếu của điểm M trên trục y'OY là điểm B. Khi đó điểm B sẽ có tọa độ là 0. YB 0 bởi vì trong này chỉ có biến Y. B 0 1,9 0 0 0 1,9 bởi vì trong này chỉ có biến Y cho nên các em viết lại cái tọa độ của điểm Y, còn hai tọa độ còn lại là các em viết 0 là các em được tọa độ hình chiếu trên trục y'OY. Tương tự như vậy chúng ta có tọa độ của điểm M trên trục cao z'OZ. Trên trục cao này chỉ có biến Z xuất hiện cho nên chúng ta ghi lại tọa độ 3,1 là cao độ, còn hoành độ và tung độ các em ghi lại số 0. Như vậy trong trường hợp này tọa độ của điểm C là hình chiếu của điểm M trên trục OZ thì ta sẽ có 0,0,3,1. Điểm C tọa độ 0,0,3,1. Đây là các cái tọa độ hình chiếu của một điểm M bất kỳ thì các em cần lưu ý. Bây giờ thầy thay đổi thì các em sẽ quan sát các cái tọa độ này nó thay đổi. Thầy thay đổi lần thứ nhất X thay đổi, Y, Z giữ nguyên. Thầy thay đổi lần thứ hai là Y thay đổi, X và Z giữ nguyên. Thầy thay đổi lần thứ ba đó là cao độ thay đổi, khoanh độ với tung độ giữ nguyên.
Rồi tại trường hợp này, chúng ta xét lại thêm một lần nữa. Tại thời điểm này thì vector OM được phân tích như trên màn hình. Thì điểm M sẽ có tọa độ 1,7, 1,8, 2,6. Hình chiếu của điểm M trên mặt phẳng OXY đó là 1,7, 1,80. Hình chiếu của điểm M trên mặt phẳng OYZ là 0, 1,8, 2,6. Hình chiếu của điểm M trên mặt phẳng OXZ là 1,7, 0, 2,6. Hình chiếu của điểm M trên trục X'OX là 1,7, 0, 0. Hình chiếu của điểm M trên trục OY là 0, 1,8, 0. Và hình chiếu của điểm M trên trục OZ có tọa độ là 0, 0, 2,6. Như vậy, qua phần này thì các em đã hiểu được cách xác định hình chiếu của một điểm M bất kỳ ở trên mặt phẳng tọa độ hoặc trên các trục tọa độ. Đây là kiến thức các em cần phải lưu ý, bởi vì trong các đề thi thường hay ra. Bây giờ chúng ta làm một bài tập nhỏ sau đây để chúng ta ôn lại. Bài 1. Trong không gian OXYZ cho điểm A tọa độ 1-23, hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng OYZ và trục OX là các điểm. Thế thì các em muốn giải bài này thì các em phải giữ đúng nguyên tắc là không có biến nào thì tọa độ tương ứng biến đó thì bằng 0. Thế thì rất dễ. Bây giờ tọa độ hình chiếu của điểm A trên mặt phẳng OYZ, trên mặt phẳng OYZ thì không có x. Do đó hoành độ điểm hình chiếu ở trên mặt phẳng này là phải bằng 0. Và tung độ và cao độ ta giữ nguyên. Khi đó ta được một điểm chẳng hạn như điểm M sẽ có tọa độ là 0-23. Chúng ta dò đáp số này, 0-23 đây cũng có các em này. 0-23 đây cũng có này. Bây giờ chúng ta phải tìm tọa độ ở trên trục OX. Trên trục OX thì chỉ có tọa độ điểm X là lấy lại tọa độ điểm A, còn các tọa độ khác bằng 0. Bởi vì trong trục OX này chỉ có một biến X thôi. Vậy tọa độ của nó là 1,0,0. Như vậy là chúng ta chọn đáp án đó là đáp án D. Vậy đáp án D là đáp án cần tìm. Về nhà các em luyện tập như vậy để các em giải các bài tập tìm tọa độ hình chiếu của một điểm ở trên các mặt phẳng tọa độ và trên các trục tọa độ. Như vậy qua bài hôm nay các em cần hiểu cái định nghĩa tọa độ của một điểm thông qua định nghĩa của vector bán kính. Thứ hai là các em phải hiểu cách xác định tọa độ của một điểm trên các mặt phẳng tọa độ và trên các trục tọa độ. Như vậy bài học hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy YouTube Lê Minh Đức GSP hoặc website gsplêminhđức.com. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.